Một lần nữa cảm ơn đội nhạc kèn của Tổng giáo phận Hà Nội. Một tràng vỗ tay thật to và thật dài. Trọng kính Đức Hồng Y, Đức Tổng giám mục Giuse, trọng kính quý Đức Cha. Kính thưa quý cha viên úy, quý trợ úy, các bạn huynh trưởng rất thân mến. Chúng ta vừa nghe lời hiệu triệu ca khúc Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi. Đây là ca khúc được chọn như là quốc ca của Vatican, mà chúng con chọn để khai mạc chương trình như muốn hòa chung một con tim của tất cả những người đang hiện diện ở đây về với Thánh Đô Vatican, ngôi nhà chung của tất cả mọi người chúng ta. Và vâng phục Đức Giáo Hoàng, yêu mến giáo hội cũng là một trong những tôn chỉ của một huynh trưởng thiếu nhi thánh thể chúng con. Đêm hoan ca tạ ơn nhân kỷ niệm 100 năm phong trào thiếu nhi thánh thể có mặt tại Việt Nam, ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất, và đặc biệt là trong bối cảnh của năm nay kỷ niệm 30 năm giáo hội tuyên phong 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam. Với tất cả những ý nghĩa đó, các ca khúc, bài hát, vũ điệu đều tôn vinh và hướng tất cả mỗi người chúng ta tâm hồn lên tới Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và tri ân các thánh tử đạo. Và để liên tục cho chương trình, xin Chúa chúc lành cho đêm hoan ca và diễn nguyện hôm nay. Giờ đây chúng con xin được trân trọng và giới thiệu Đức cha Phêrô, đặc trách thiếu nhi và giới trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ lên thánh hóa và tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện. Xin một tràng vỗ tay để chào đón Đức cha Phêrô. Con xin kính mời Đức Hồng Y Phêrô, Đức Tổng giáo xe, quý Đức Cha, quý cha, các thành viên của phong trào thiếu nhi thánh thể, quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta cùng đứng lên, chúng ta bắt đầu với kinh Chúa Thánh Thân. Cầu xin Chúa Thánh Thân, lạy thương nghĩa hồn con, ban sáng cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng hồi thánh đường. Nguyện xin Chúa hồi ba đời nghe lời con.
nguyện tôi nguyện lắm cô con người em dần dần thác hồn thảm nàn ơn thiêng. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ La Vang, người nữ thiếu nhi thánh thể, nhờ sự chuyện cầu của mẹ xin trở thành thần, luôn hướng dẫn mọi người chúng con, để mọi người chúng con luôn luôn biết hiện diện, hiệp thông và hành động với Chúa Giêsu thánh thể trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con. Và giờ đây tôi xin tuyên bố buổi diện nguyện kỷ niệm 100 năm phong trào thiếu nhi thánh thể bắt đầu. Xin mời cộng đoàn về đất. Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Lời của Thánh Vịnh diễn tả niềm vui, niềm hoan ca của những người đã là hạt giống, là hạt lúa thối đi, chết đi và trổ sinh nhiều bông hạt. Hình ảnh này diễn tả rất đẹp với ý nghĩa của việc tôn vinh 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam mà đa phần các tiết mục diễn nguyện ngày hôm nay hướng về nội dung này. Mở đầu chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời tất cả quý cộng đoàn chúng ta cùng đến với những vũ điệu mang bản sắc của người đồng bào mà diễn tả mùa gặt mới. Chúng ta cùng chào đón tất cả anh em huynh trưởng đồng bào đến từ giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Sài Gòn chuẩn bị.
Xin cảm ơn huynh trưởng giáo phận Đà Lạt rất nhiều. Quý cộng đoàn rất thân mến, đồng phục huynh trưởng, chiếc áo khăn trắng, khăn đỏ trên vai đã rất đẹp. Nhưng về đại hội của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta còn mang những nét đẹp, những tinh hoa của liên đoàn chúng ta, của giáo phận chúng ta để dâng lên cho Đức Mẹ và cũng để mừng 100 năm phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam. Như chúng ta thấy hình ảnh của giáo phận Đà Lạt rất đặc trưng, anh em đồng bào huynh trưởng mang hình ảnh của những người con của buôn làng rất khỏe khoắn mạnh mẽ trong mùa gặt mới. Bây giờ thì chúng con xin giới thiệu với quý cộng đoàn chân dung của một thương gia. Ông là một thương nhân lái thuyền, hàng ngày đưa những khách từ bên này qua bên kia để buôn bán, để ngoại giao. Thế nhưng ông lại khác với những thương gia khác, đó chính là ông không chúng ta dành cho giáo phận Đà Lạt một tràng vỗ tay nữa. Đức Hồng Y và Đức Cha Đà Lạt đến chụp hình với giáo phận Đà Lạt. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha An Tôn, vị cha chung của giáo phận Đà Lạt. Con xin tiếp câu chuyện của mình về vị thương gia. Ông đã dùng tiền của mình để phân phát cho người nghèo và đặc biệt là nói không trước quan án khi mà quan án ông nói với ông bỏ đạo. Chân dung của thương gia này chúng con xin được giới thiệu một cách đầy đủ qua phần trình bày của các huynh trưởng đến từ Tổng giáo phận Sài Gòn. Và vị thương gia chúng con muốn nói đến đó là anh hùng tử đạo Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Một tràng vỗ tay cho tiết mục của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý cộng đoàn, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Đại, xứ Gò Công, bấy giờ thuộc tỉnh Biên Hòa,
ngày nay thuộc quận 9, Sài Gòn, là con đầu lòng trong một gia đình 6 anh em, có truyền thống sống đạo sốt sắng. Năm 15 tuổi, cậu Gẫm xin phép cha mẹ vào chủng viện Lá Thiêu với ước mơ trở thành linh mục. Tuy nhiên, vài tháng sau, vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ đến xin cho cậu về phụ giúp gia đình. Vâng lời song thân, cậu Gẫm về nhà lao động đỡ đần cha mẹ nuôi dưỡng các em. Năm 20 tuổi, chàng thanh niên Lê Văn Gẫm kết hôn với một thiếu nữ thuộc làng Long Điền, tỉnh Bà Rịa. Vợ chồng sống chan hòa đạo đức và sinh hạ được 4 người con. Nhờ tài tháo vát kinh doanh, công việc buôn bán của thương gia Matthew Lê Văn Gẫm ngày càng phát đạt. Ông lại không tiếc công tiếc của, luôn sẵn sàng giúp đỡ việc nhà chung. Ông Gẫm có một chiếc thuyền riêng, thông thạo nghề sông biển, nên các linh mục thường nhờ ông đưa đón các thừa sai và chúng sinh Việt đi du học tại Singapore, Mã Lai, hoặc chiêm chở ảnh tượng, đồ thờ, rượu lễ, sách vở đạo đức về nước. Một tối nọ, tại nhà ông Matthew Lê Văn Gẫm, sớm mai tôi vâng lời Đức Cha Lợi sang Singapore đưa Đức Cha Ngãi về Sài Gòn. Bà biết không, mấy lần trước đưa các chúng sinh đi Mã Lai du học đều trót lọt, nhưng lần này quan quân nó, tôi thấy nó lùng dữ quá, tôi lo. Nếu mà ông thấy không có an tâm á thì hay là thôi, đừng có đi nữa. Ê, đâu có được hả bà? Bà không biết là địa phận của mình được giao cho Đức Cha Ngãi hay sao mà tội quan quân nó trục xuất rồi nó đưa Đức Cha qua Singapore. Đưa được Đức Cha về địa phận Sài Gòn là mong ước của cả hàng giáo sĩ và toàn thể giáo dân. Tôi biết là khó khăn, gian khổ, nhưng bằng mọi giá tôi cũng phải đưa Đức Cha về. Cùng lắm là chết vì đạo thôi. À, mà bà có sợ tôi chết vì đạo không? Chú ơi, sao ông hỏi gì kỳ vậy? Tôi sợ chứ. Tôi sợ phải một mình bươn chải lo cho gia đình lắm. Nhưng mà nếu đó là ý chú muốn và có ích cho giáo hội thì tôi cũng phải xin bươn mình thôi. Thôi, mọi sự chúng ta đều phó thác trong tay Chúa thôi bà ơi. À, và bà giúp tôi sẵn sàng hành lý mai tôi lên đường sớm. Giờ tôi vô nghỉ trước nha bà. Dạ, ông vô nghỉ sớm nha. Ngày 6 tháng 6 năm 1846, thuyền ông Gẫm chở Đức Cha Dominic Le Phe Ngãi, cha Gia Du Lô Lộ và ba chúng sinh từ Singapore về đến cửa biển Cần Giờ. Theo dự tính sẽ có ghe nhỏ ra đón tại đây, nhưng vì thuyền ông Gẫm về trễ 6 ngày do gặp bão tố và tránh hải tặc nên ghe nhỏ ra đón đã quay về sau khi chờ không thấy. Ông Gẫm đành neo thuyền chờ 2 ngày rồi đánh liều cho thuyền đi sâu vào sông Sài Gòn.
chết rồi, gặp huyền lính rồi. Cha ơi, gặp huyền lính rồi, nguy to rồi. Chúng ta phải chống trả quyết liệt, phải bảo vệ cho bằng được đức cha nhé. Không được chống trả. Nếu chống trả để được an toàn, chẳng khác nào chúng ta làm thiệt hại bản thân họ sao? Nếu như vậy, đức cha không đồng ý, trái nghĩa với tinh thần Kitô giáo của chúng ta. Các con phải tránh sức đổ máu. Các con cùng cầu nguyện với đức cha. Con vâng lời đức cha. Lạy Chúa, con xin phó thác cho Thiên Chúa. Amen. Thuyền kia, dừng lại cho kiểm soát thôi. Các ông lại. Thuyền này của ai? Thuyền này là của tôi. Chúng tôi là thương gia, chúng tôi đi lên Sài Gòn để buôn. Mấy người này là ai? Mấy ông này có phải là cố đạo không? Hả? Không phải. Cái gì đây? Mấy ông là cố đạo hả? To gan, dám chống lại lệnh vua. Nhà vua đã cấm truyền đạo nhà Tô, vậy mà các người dám chống lại. Còn ngươi? Chống lại hả? Dám bao che chứa chấp cho những người này. Tất cả leo cho tao về cá. Hết lên. Sau khi thuyền bị áp giải về cảng Bến Nghé, ông Matthew Lê Văn Gẫm bị biệt giam tại Sài Gòn. Ông phải chịu nhiều ngược đãi. Ông bị tra khảo, đánh đập và cả khuyến dụ. Nhưng ông vẫn một lòng chung kiên, giữ vững niềm tin. Đi về. Dám dùng thuyền buôn chở mấy người cố đạo đi khắp nơi, ai xúi mày vậy? Thôi, ông có biết làm như vậy thì phải chết không? Ông còn gia đình, vợ đẹp, con ngoan, sao đi phò mấy người cố đạo để chết dại dột thế? Tôi thấy ông hiền lành nên tôi thương mà chỉ lỗi cho ông. Ông bỏ quách cái đạo gia tôi giữ đi. Không, không bao giờ tôi bỏ đạo. Chà chà, thằng này nó điên rồi, nó không muốn sống nữa nè. Thưa quan, mọi loài sinh vật đều muốn sống, muốn chi là con người. Nhưng đối với người kia tôi hiểu chúng tôi, được chết vì đạo là một niềm hạnh phúc. Nó chán sống rồi, lính đâu, đánh cho ta. Thôi, mau đem cái thập giá kia ra đây. Nè, chịu hết nổi được phải không? Thì dẫm lên cái thập giá kia đi, ta sẽ tha cho mà về. Quan đừng có khuyên tôi bước qua thập giá, vì đó là điều không hợp lý. Tại sao không hợp lý hả thằng kia? Nếu như nước nhà gặp lâm nguy mà quan lại bỏ trốn thì quan thật là hèn. Tôi cũng vậy. Trong khi đạo chúa đang bị bắt hại mà tôi lại chối đạo, lại bước qua thập giá, thì tôi không còn xứng đáng với tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thập giá vì tôi. Lính đâu, nắm cổ lôi nó qua thập giá, coi nó còn chịu nổi không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đeo gông vào cho nó, tống nó vào ngục cho ta. Không thể lay chuyển lòng tin sắt đá của ông Matthew Lê Văn Đẩm, quan đệ đơn về kinh hành xin triều đình kết án xử tử. Trong thời gian chờ vua phê án, ông Đẩm phải mang gông cùm nặng nề, nhưng lúc nào ông cũng vui tươi bình an. Nhiều tín hữu thuộc các giáo xứ, chợ quán, thị nghè, An Nhơn, Chí Hòa vào thăm hỏi khích lệ người anh hùng của địa phận. Từ đầu Việt Nam là chứng nhân đức tin anh dũng
Trong giao phương.